Profile X2 vén màn những tột đỉnh. Hãy chuẩn bị cho những pha cháy nổ hoành tráng đi nha. Vì tuần này bộ phim Lết Xót của siêu sao hành động cơ bắp Vin Diesel sẽ đổ bộ ra các rạp. Mình là Thanh Tú và đây là Fox Movie Presents. Ray Garrison vốn là một sĩ quan cấp cao không may tử trận. Sau khi được hồi sinh nhờ công nghệ nanobot bởi tổ chức Rising Spirit, anh đã trở thành một siêu vũ khí với sức mạnh và khả năng phục hồi phi thường. Ra đời từ bộ truyện tranh nổi tiếng cùng tên, hy vọng Lết Xót sẽ là phát súng mở màn cho vũ trụ siêu anh hùng mới của hãng Sony. You made me, but you can't control me forever. They'll come for you. I'm looking forward to it. Profile X2 vén màn những tột đỉnh.